mà tranh chấp gì mà tổng thống mà ăn bao nhiêu tiền mà quýnh nhau để giành đỡ gì vợ bây giờ tổng thống mà ăn cái gì ai bao nhiêu người đó mà quýnh nhau là cái chuyện gì thế phải không? Yeah. Đúng rồi. Đó, mình tổng thống mà làm gì mà quýnh nhau rồi. Quýnh Việt Nam nữa đâu rồi. Nhưng mà anh ấy qua rồi.